người thấy không? Dung đã phối xong 10 cái váy hoa chỉ với một cái áo ba lỗ đơn giản như thế này thôi và màu trắng. Lý do là vì váy hoa đã rất là nhiều màu sắc sặc sỡ rồi mà mình cần nhanh gọn lẹ, cho nên là bạn không cần phải suy nghĩ nhiều. Bạn chỉ cần phối với một cái áo thun màu trắng, cái crop top màu trắng hay cái áo body suit ba lỗ gì đó đều là rất là hợp. Bạn có thể mặc đi chơi, đi biển, đi dạo phố hay là thậm chí đi tiệc ban đêm, và có thể trang trí thêm một ít trang sức là bạn cũng đã đủ để đẹp và lộng lẫy rồi. Và giá rất là bình dân và rất rẻ luôn. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Và nếu mọi người thích thì hãy nhấn nút like và subscribe kênh của Dung để có thể xem những cái video tiếp theo nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!